Bạn thay đôi 39 tuần rồi chưa thấy biểu hiện gì thì bố chủ động được hay không? Thật ra nếu thay đôi mà hai ngôi đầu bé không quá to thì bạn vẫn có thể đợi và chuyển nhà tự nhiên để mà bạn sanh thường, nếu mình có mong muốn là mình sanh thường. Còn nếu như bạn là thai thuộc ở đúng nghiệm, bạn có những cái tiền căn hư sản thai nhiều lần thì chúng ta có thể mổ chủ động, hai bác sinh nhật cũng thường hay mổ chủ động nếu như các bạn có cái yêu cầu, do là không phải là lý do của sản khoa là mà do lý do của tâm lý chúng ta, vì thai đôi nè, rồi vì thuộc tính ống nghiệm nè, vì hiếm muộn nè, vì áp lực gia đình, thì như vậy thì bác sĩ Nhật có thể giúp cho các bạn là mổ chủ động.